Ông chủ, hàng có động. Là bọn nạ. Đang săn, chưa biết được. Mày có ghi cho ai không? Ngoài mấy người chúng ta ra thì không một ai biết được chỗ này, kể cả thằng Đoàn. Thằng A Vó, nó chơi rất thân với con Lan Phương. Chả nhớ lại phản bội tao. Kiểm tra xem hai đứa chúng nó đang ở đâu. Bảo bọn kia, nếu bắt được cha Diều là ai cũng cho ngậm miệng luôn. Bây giờ mày cậy thằng bố mày được không? Mày muốn gì? Một ông trùm như bố mà lấy tiêu chí của Phan Quân là dở rồi. Đừng gọi ta là bố, tao không có đứa con là như mày. Tùy ông thôi. Một đất không thể có hai vua. Ông hiểu không? Tao chấp nhận theo yêu cầu của mày. Lựa chọn đúng đấy. Tao có điều kiện. Hey, mày đã giết Lang Tâm, hồn của nó sẽ oán mày cả cuộc đời đấy hề. Mày dừng tay lại đi. Mày biết quá nhiều rồi. Mày phải đi theo nó thôi. Còn mày, cháu mày, ta sẽ lo. Sau này cháu mày lớn lên thì cũng sẽ làm ở chỗ tao thôi. Mày làm nhiều cái ác quá rồi. Mày tha cho chúng nó đi. Thế nào? Con Phương nó được biên phòng che chắn rồi. Nó sẽ tìm ra sự thật về bố nó. Chúng mày đâu? Lôi khỏi nó đi. Bà cho nó lấp cửa hầm thông ra hang cho tao và xóa sạch mọi dấu vết. Đây là đường chuyển hàng, cũng là đường thoát thân an toàn nhất. Lấp vào rồi thì làm thế nào? Con Phương vào đây, chắc chắn bọn biên phòng sẽ biết. Trước an toàn, bây giờ không an toàn rồi. Tao bảo lấp là lấp. Bùa Sinh đã khẳng định hai đối tượng này đã xuất hiện ở lán ông Hề. Từ lán của Thảo A Hề đi đường thẳng tới hang là khoảng 850 mét. Vậy đường thẳng sẽ là bao nhiêu? Anh chỉ đạo trinh sát bí mật tiếp cận hang lần thứ hai để nắm chính xác. Vì nếu có đường hầm thì từ đây tới cửa hang chỉ có khoảng mấy chục mét thôi. Nếu có đường hầm bí mật, nhiều khả năng ma túy sẽ được vận chuyển từ ngoại biên tới lán của Thảo A Hề, sau đó vận chuyển xuống xuôi theo đường vận chuyển nông sản. Và khi có biến, chúng sẽ dùng chính con đường đó để tẩu thoát về bên kia biên giới. Vậy tại sao Đoàn vẫn huy động người vận chuyển ma túy theo đường vòng qua các lán nương mà không sử dụng con đường này? Như nhận định của chúng ta, Hề và Đoàn đang có mâu thuẫn với nhau. Chính vì vậy, Hề sẽ không chia sẻ con đường này cho con rể. Anh cử chính xác theo dõi sát những đối tượng này. Vì nếu chúng bắt tay với nhau, rất có thể ma túy sẽ được vận chuyển đi. Ông chủ cho tôi 2 ngày, nhất định
tôi sẽ đưa thằng Cương về nhà an toàn. Thằng Đoàn nó quá hiểu tao. Nó sẽ đề phòng mày. Nếu như mày đi, sẽ chui vào cái bẫy đấy. Tôi sẽ rất cẩn thận. Lâu này, tao cần mày ở bên tao. Người trong hàng chắc chắn là còn Phương rồi. Nếu nó phát hiện ra bí mật của tao, tao sẽ hết đường lui. Bây giờ ông chủ mà muốn lui thì cũng không kịp. Tính mạng của thằng Cương đang nằm trong tay thằng Đoàn. Ông mà phá luật thì ông sẽ mất con đấy. Tao sẽ làm theo thỏa thuận. Còn Phương, ông muốn tôi xử nó thế nào? Để xem thế nào đã. Chưa làm gì được nó đâu. Thằng Đoàn, nó sẽ phải trả giá cho những việc làm của nó đối với tao. Tao sẽ trở lại bọn Dương Trắng. Nó sẽ không được phép tồn tại ở đây. Đất Mường Luông này chỉ có một ông chủ, đó là tao.